cách mà mình nhanh ăn cái rau quế nhất là bây giờ mình dăm cành cái kiểu này nào nhờ rất là dễ luôn á. Thì mình dăm cành sau 1 tuần hoặc 10 ngày là mình có thể ăn được đó nghe mọi người ơi. Xin mời mọi người cùng theo dõi nha. Thì đây là những cái chậu quế mà mình đang trồng và mình đang dăm đó mọi người. Thì mình sẽ dùng cái đất xốp này nè, mình cho vô một ít nước rồi mình trộn trộn cho nó có cái độ ẩm á. Thì đất xốp này mình mua ở tiệm cây giống á mọi người, có 6k một bịch hay gì à, rẻ lắm luôn, mà 35 lít hay á. Thì mình sẽ trộn trộn cho nó mẩm xong rồi mình sẽ mua nha, những cái chậu mà để trồng cây giống nhỏ này nè đó, mình sẽ cho vào đây nha. Mình thích vô những cái chậu to to này á, nó sẽ bén rễ mau lắm luôn mọi người. Nó nhỏ quá cái mình thấy cái sức sống nó không có được tốt á. Thì cái chậu đây là chậu quế mà mình đang cắt để tỉa ăn nè. Thì mình sẽ cắt ngẫu nhiên nha mọi người. Thì theo mọi người đến 2 nhánh thì hai, 1 nhánh cũng được, mà mình sẽ làm 2 nhánh nha mọi người. Có khi mình làm 3 nhánh cũng chừng nữa, tùy theo nha. Mình cắt xong rồi mình sẽ ngắt những cái lá già già mà ở dưới này nè, ngắt bỏ bớt đi nha. Và một điểm lưu ý là khi mà mình dăm nha cành thì mình sẽ lựa buổi chiều mát mình làm nha người, cho nó cây nó đừng nó héo á, chứ làm trời nắng ha, làm một hơi là cây nó héo queo à. Mình sẽ làm buổi chiều mát nha người, xong rồi mình sẽ cắm vào hơi sâu sâu xuống nha người. Đó, mình cứ cắm vậy là mình đem mình tưới nước cây, mình để trong bóng mát dưới cái chậu á, là khoảng 1 tuần sau là nó bén rễ rồi nha. Mình sẽ cho thêm đất vô nữa. À, mình để vậy mình trồng cũng được nữa này ơi. Mà mình trồng kỹ á, mình thấy cũng đẹp luôn á. Mình khỏi cần sang chậu cũng được nữa, nếu mà mình trồng vô cái chậu này nè nha. À, thì đây là cái chậu mình đã làm trước khoảng 1 tuần đó nè mọi người. À, bây giờ mình sẽ dở ra cho mọi người xem, giờ nó đã bén rễ rồi đó. Mình để vậy mình trồng cũng được, hoặc là mình sang vô chậu to hơn nữa nè. Trời ơi, gửi nó ra quá trời luôn nè mọi người. À, giờ là mình sẽ đã tưới nước và mình bón thêm phân là khoảng 1 tuần nữa là mình có thể cắt ăn được rồi đó mọi người. Cách này á nó nhanh có ăn lắm luôn. Mình dăm theo kiểu này nè. À, và những cái nhánh này mình cũng đã dăm nó nè mọi người, từ từ cái cây mẹ kế bên nè. Đó, cây ớt nó chết là cây bắt đầu, còn cái cây quế mình cắt ra mình dăm nó cũng bén dễ, giờ nó tốt quá trời luôn nè. Cây quế thì nó chịu những nơi có ánh nắng nhiều nha mọi người, mình không nên trồng những trong mát á, cây của mình sẽ ốm yếu và nó không có màu tím tím nha, nó màu xanh xanh mà nhạt mà nó ốm yếu lắm luôn. Mình nên trồng ở ngoài nắng á nha mọi người.